Nhìn cái gì đâu. Tắm biển Nha Trang. Anh ơi, anh muốn làm cái này. Muốn quay cho YouTube. Sân dưới anh em. Bơi rồi kìa. Anh Quyền mãi đằng kia kìa. Đi một mình ấy kìa, không sợ à? Thấp. Quyền kìa, mãi đằng kia kìa. Ra xa quá, đi gần đằng đây ấy, đi mãi đằng đấy à. Ờ, kinh lắm. Xa quá. Ai ơi, đi lui vào trong. Xuân đâu mất tiêu. Phát trực tiếp chưa? Ờ, cái này em qua YouTube cho anh thôi. Phát trực tiếp không có ai cầm cái này, em phải làm một phone này em cơ. Ở sân đâu rồi? Ôi giời, ông già ông lặn à kìa. Nào. Cái vườn ấy có ở đây chị không có mạng không được, không có mạng ngoài không có mạng đâu, chỉ ở trong hotel, trong khách sạn thôi. Quay này mà không có mạng. Mà cái chỗ nộp mạng ở đây em biết chỗ nào? Bà qua đó xấu vãi chưởng. Treo thôi, em nghĩ đẹp đó. Nó treo thôi đẹp đó. Treo. Treo thôi. Cha để thích mặc cái kiểu váy nó có cái thắt lưng ở đây đẹp. Bây giờ là mốt rồi. Bây giờ thắt lưng ấy là giờ đời già rồi. Người già nó mà kiểu nó đang tụ bộ cháu một số quá chuẩn. Bây giờ là thời đại này nó khác với thời đại kia. Thì mỗi người thích một cái thì mẹ làm sao mà cấm. Bây giờ mẹ cổ người ta bây giờ kim mà sao mà ấy được. Đâu mất tiêu à? Đi đấy. Ba người nó liền với nhau rồi chứ. À, cái cứ bám cái ông kia đi theo không? Nghe nó thấy. Đây đi. Trăng thì đã có sao, không có sai cái nào.
đi quyền làm gì mình được. Dạ, bố và Tây nó nằm ở đâu ạ? Tây nó khoái biển nhất mà. Tây nó thích biển nhưng mà hơn cái biển nhất cả. Em về Việt Nam á, bao nhiêu lần mà mỗi một lần em đi tắm biển ở chỗ Sầm Sơn á. Cái đợt đấy đi Sầm Sơn đấy, xong rồi tắm ở ngoài Đồ Sơn á. Còn chưa giờ tắm ở đây Nha Trang ngày trưa. Nha Trang này biển đẹp, với Vũng Tàu biển nó bẩn như quỷ sứ rồi. Nhìn thấy ghê luôn vậy thôi. Vũng Tàu bẩn lắm. Vũng Tàu cũng cát rồi nhưng mà bãi biển Vũng Tàu nó không đẹp. Quay về có nhìn thấy người đâu, xa tít tịt tịt rồi có nhìn thấy mẹ gì đâu. Xa mình tối nhỉ.